từ thôi nha. Xin chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Trong video này em xin gửi đến cô chú anh chị bạn những hình ảnh của núi Cô Tiên nè, nằm ở khu vực phường Vĩnh Hòa của thành phố Nha Trang. Hiện tại em đang đi xuống núi. Đó, vì thấy từ trên cao nhìn thấy được vịnh, ngay góc vịnh bến Du Thuyền. Cẩn thận, từng bước một thôi, không có gì phải nóng vội. Rồi cũng xuống tới nơi lên đỉnh thôi. Đi giờ này là buổi sáng vậy, giờ này cũng tầm 7 giờ sáng rồi. Đi lên thì nó hơi mỏi chân một xíu. Lên thì nó dốc nó cao thì mình phải gồng, dùng lực của chân nhiều, nó mỏi. Còn đi xuống thì nó đỡ mỏi hơn nhưng mà nó dốc, nó truyền, nó cảm giác nó khó đi hơn đi lên. Ở đoạn này thì chỉ cỏ cây với cỏ không à, với đá không à. Còn cây thì nó bao bọc ở phía dưới đồi nhiều hơn. Này cũng gần vị trí của đỉnh đồi núi Cô Tiên rồi. Mấy chỗ này có nhiều người họ đi cắm trại vào ban đêm quý vị. Qua đây nha, dễ nè. Ngay chỗ này có cái chỗ nghỉ chân cắm trại. Dì Khang, cẩn thận, bước từng bước một thôi. Ba mà ghép trơn. Bởi vậy mấy cái chỗ nào mà đất nó bụng bụng á, đừng có dầm lên, dầm lên hòn đá dễ trơn. Wow, hai con đường đi hả? Mấy con đường này người dân họ đi leo núi nhiều quý vị, có đường mòn luôn rồi, có đường mòn đi đó nữa. Rồi chỗ này dốc cao lắm nha, cẩn thận nha. Trượt đấy, dốc này rất là truyền luôn á. Đi quá chân mà chảy máu luôn rồi. Không, ở chỗ này dễ trượt lắm nè, dậm lên mấy cục đá này, đừng có đi qua đất, đừng có đi qua đá trượt á, đi lên đây dậm đá này, đi qua đất đó, nó trơn. Ờ thì xuống tuốt cái kia rồi kìa. Chú đi một mình thì nhanh mà. Hai con leo một mình nó cũng nhanh thôi, không có chờ đợi ai đâu. Ủa, chỗ này nó dốc truyền lắm nè. Đoạn này rất là khó đi vậy. Đá không à, đá lộn trộn với đất.
Đi xuống là hướng này là chính diện mặt trời luôn. Mặt trời buổi sáng hướng đông. Chỗ này dễ trượt nè. Chỗ này đất. Đất không có đá. Đi dữ quá nó mòn trơn. Ui dồi. Đó, dậm trên mấy cái đá nhỏ nhỏ, xe máy cục sàn nhỏ nhỏ rất là dễ bị trật. Wow, cái núi Cô Tiền này rất là nhiều người đi đó vậy. Đi vào buổi sáng hôm nay em đi cũng rất là đông. Có nhiều cái đoàn họ leo lên tới đỉnh núi luôn, đỉnh núi thứ nhất và thứ hai của núi Cô Tiên. Rồi buổi tối, buổi chiều, chiều thường 3-4 giờ chiều mà cũng có người đi. Đi vào buổi chiều, rồi buổi tối họ ở lại trên đỉnh núi này ngắm cảnh về đêm luôn. Đi đường vòng, đừng đi đường thẳng. Đi đường thẳng dễ trật. Mấy cái chỗ này đà sạn nhỏ nhỏ dễ trật quá. Ui, dạ. Đi lên lại khó trật mà đi xuống dễ trật quá không. Đi nhiều mình phải có cái kinh nghiệm đúc rút của cái việc leo núi, kinh nghiệm leo núi. Nhiều người họ đi leo núi nhiều là họ chuyên nghiệp luôn, họ có kinh nghiệm. Đắp hết rồi, bay hết rồi. Cẩn thận nha, đứng lại đi, đứng lại đi, qua đi trước. Con đi đó nó trượt xuống một cái là không ai đỡ đâu á. Đó đó. Ôi chà lết quần áo, áo trắng nữa chứ. Trời ơi, đi leo núi mà mặc áo trắng. Leo núi phải mặc áo đen. Áo màu. Mặc áo trắng người dơ hết rồi. Wow, chỗ này nè, dốc nó rất là cao anh. Dốc truyền lắm đó. Từ từ thôi, đứng lại đây. Để ba đi trước. Không đi đi. Ô, mọi người ở trên hết rồi, đâu có xuống đâu. Mình con xuống dưới trước đi. Mọi người đâu hết trơn rồi. Té gì mà té. Hình như nghỉ ở trển rồi. Nghỉ chân rồi. Chào, chỗ này nó rất là... Chỗ này dốc rất là cao luôn quý vị. Wow. À. Dốc cao đá rồi không à. Từ thôi.